nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Quyền Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi, rồi. Hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi. Nhậu được nhiều không? Mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon 33 em là cao thủ. Chúng ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Chào bạn. Dễ thương quá. Thì ghét. Trời cười tươi ghê nha. Thì ghét kìa. Gì vậy lên? Cười hoài luôn hả? Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma, mướp miếp, mỉm mỉm, mập mạp, mê mé. Trời ơi, tóc dễ thương nữa. Tóc là Quang tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên, dễ thương lắm các tường ơi. Rồi, để đó đi từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Wow. Mời em ngồi. Ủa, cái gì mà lỉnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. À. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lộc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm. À, rồi em có biết làm không? Dạ biết. À, mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Công việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 thì nhiên nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ, đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tôi mụ nữa chị. Trời đất ơi, không có được, là mới có 26 tuổi thôi. Tôi mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Tuổi tác không quan trọng cho tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? À, nếu được thì đi đến hôn nhân. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình đã không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. Hai năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. Đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Bởi tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động chút, điên hoàng. Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Quyền Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi rồi. Hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không có đẹp trai. Cái này được. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon bên đây ngon. Này sáng mà láng to luôn. Vạm vỡ luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Mình đó cao 1m mấy vậy? 1m9 mấy vậy? 80 gì đó. Chắc được. Về nãy giờ bên kia nói vậy bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá nhưng mà có thể cái đó là về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi một từ Bình Định. Em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn.
con gái một thân một mình đi một mình mười mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ. Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? À, qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt. Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán trường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon ba ba. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon ba ba, em là cao thủ. Trời ơi, giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Wow, nặng dữ. Không được rồi. Hỏi tôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè, mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách, nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm? Tao uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Chú tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế thì sao? Kêu bạn nó nghĩ là em nhậu tiếp. Ờ, chứ đừng có thấy người ta xỉn cho mình dở trò sầm sở nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Bà, ta mặt hiền nhiều nói không, kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa, coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Có đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xem. Thôi, xem. Tôi không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao. Thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà chị em thích lấy chồng nhậu là sao, anh không hiểu à? Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời đất ơi, đâu có phải vậy em, anh có đâu biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được. Nghĩ là sai lầm á. Lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng, chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao? Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu. Đúng rồi. Em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Rồi, nhậu nó mới vui, Rồi rủ rồi, chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, vậy hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không, anh nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu có văn hóa là sao? Hay chưa? Là có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress, chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa làm gì tôi biết điều tiết? Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái mình nhậu quá em có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì quá sợ luôn chứ. Bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Nhìn đi. Rồi kéo màn lên. Bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở ở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Ờ, cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thế cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới. Mình phải làm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng. Nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. Mình hỏi bạn gì nha. Theo kế hoạch của mình á, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới, nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi, mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngày. Bạn rảnh thì mình... Cái thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lòng vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mấy trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị với anh Huyền Linh trả tiền. Không, nói thật chứ đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á là ban đầu chưa quen á thì tiền ai nấy xài. Mà sau khi quen á thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa. Chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí. Nên là bạn an tâm phần đó. Thôi hết giờ rồi đó. Hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3.
bạn đừng có nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn bạn trai bên kia nha. Dạ không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Đừng có chuyện lớn. Thôi sao, cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau. Và bây giờ thì hai bạn có thể nắm tay nhau. Rồi, và chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để xem chúng ta có nhận được những phần quà từ Toshiba hay không. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối không? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trước ngang của mình thế nào. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị ở tại trường quay ạ. Em chào bạn nam ấy kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia. Và cùng quý vị khán giả, em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An. Và hiện em tại làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp luôn anh. Em làm về gì? Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À, kinh doanh quảng cáo bên kia, ngân hàng, được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu, em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè, vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có con nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em á thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? À, em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được chứ, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để cho chắc trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đây giờ nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi em xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rồi nhịp nào không? Có không anh? Anh đổ môi hộp hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo, phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên đây đó em gái. Bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác. Và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em á là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? Tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Cũng gấp đôi ta rồi.
Dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm thì tại sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? Em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt hả? Cái này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất là 2 năm luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? Em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn. Dư không anh ơi? Dư hả? Dạ. Còn em sao em? Hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ. Ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? Không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông nào mà hiền lắm, ông vũ phu. Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Anh chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương, xinh xắn. Đó, ta tự tin vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? Thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân nói nhiều có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Vui vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người thân được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc là mình nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất là xinh xắn. Nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nha. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào. Hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á, thì mỗi lần em mua con gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một con món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội yếu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Đấy. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi, hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. Con sao ạ? Anh thấy em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương, xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân
để mà giải quyết nó cho êm đẹp, chứ anh là một người rất là có chính kiến. Dạ. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi, thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được, mẹ em sai mà anh bênh em cũng được, cái gì mình làm đúng thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa, còn 30 giây nữa, bạn trai muốn nói gì với bạn gái, có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng, có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây bắt đầu đi em. À, cho anh nắm tay em thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Kết quả sẽ biết. Rồi trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay mình bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2. Hai mà ông bấm rồi đó. 3. Hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. À, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. À, anh xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, em xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời, dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, tình cảm. Nắm tay thật chặt luôn nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có em. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi dễ thương quá. Trời ơi thả thính dễ thương như trời. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ thì Quỳnh Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ với em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi. Lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy á. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi về anh về nha. Rồi về anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ dai đâu cả trời. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, cái này Linh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, hả? Thích thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân 2 trái, còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tùng Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Mình dạy là mầm non hay là trung học? Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982, nghề nghiệp kinh doanh cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em. Điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật, em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân tộc. Em trai, em điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao.
không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao, tình duyên sao, được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió, với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn. Chẳng hạn nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập. Thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy? Cao ơi? Cao hơn 1m6. Dạ cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Rồi ngon lành. Ừ ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà. Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ cảm ơn anh. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người, hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, em không có cái gì hết trơn, không mưa gió gì cả. Mỏi mỏi, ừ. Biết đâu có em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Đàn trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Ăn trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi bạn. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là các anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc loại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị, và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, với tất cả mọi tổ chức. Giờ bên đàn gái ở bản, tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được, anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi, nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi, đóng mấy vai phụ không anh? Nó đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, Vai Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì... bên kia múa. Bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi tao em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Bề ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì.
Bây giờ nè, bạn này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yếu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca xong. Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó, trả tiền hụi cho tôi đó, nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè, chuẩn bị máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh thì em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi. Lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ ai đâu trả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống Hành Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở xóm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng mà dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao đút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi em. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng A. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó là 29 tuổi rồi đó nha bé. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. Mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi. Đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không?
À dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quen bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. À, thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. À, điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người ta thôi. Chưa có. Yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? À, không, em cũng có tỏ tình hai lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó ha. Thôi để em mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi đây em muốn... 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7 đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 á, chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm, đây nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoặc bắt năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Ước gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng sẽ chỉ có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi. Thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi đại diện đồng nghiệp của Minh nói câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh. Làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành,
và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người về, giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất là quý trọng điều đó, tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao mình không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con nhớ anh Minh giống như là một anh cả rồi, những người em. Thì tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á. Cho nên với lại nguyên một dàn đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh. Và chị rất là khéo ăn nói và hy vọng... không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu. Và những cái gì em mới chia sẻ, thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em cảm thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhắn anh. Cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Mình rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em. Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh Minh có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước. Thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi Hằng nó sợ, nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm ở bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc là Con Cá Thực Tuyệt.
tự nhiên cái sợ đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hai dài dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến cho em. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT. Thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Em ơi, anh dạ. Là một người đàn ông thật là chững men. Không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết. Ai kia là ai? Tôi nhớ. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình... thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Giọng Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm, nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ răng chưa? Dạ, cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê, cái thương quá, không biết làm sao á. Cái vuốt tay, cái thọc cái. Trời, tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cụp xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn. Tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi.
Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính, nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, à, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Và nó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa, cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa? Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi bắt em lầm ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn, hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có hai chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bển có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Đây 68-64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Má lúng đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có càng má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, bị má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hở ra càm ràm lửa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là thằng ông không có thích. Về mệt mồ hôi mồ kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khang tiếng, rảnh là ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa, ta ăn cơm, sao ta buồn ngủ, ta leo lên giường chuẩn bị ngủ bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ, nhớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều phải càm ràm chứ. Thì qua chỗ khác ngủ để ta mệt, ta ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tính em sao nè? Dạ em tính là người, đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi,
Em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh dạ. là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết. Nói ai kia là ai? Tôi nhau. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ cậu để mợ okay. nói tiếp. À, theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp trai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được. Câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý đấy. Đồng ý. Mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao? Đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn bạn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiền Hương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh được nắm tay em được không? Dạ. Rồi anh muốn hát cho em bài tặng. Tặng cho em đến địa vị khán giả. Đó, rối dạ. nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy. Biết một số cái bài massage. Rồi mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hình chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá. Ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh Linh nhộn nhạc luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ. Vậy thôi đó hả? Được không? Được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã. Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một cái gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Không đâu mà, tới em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu. Cũng biết cách quan tâm đến mọi người. Như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối. Nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu là lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu.
Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi thấy anh nuôi chưa? Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Hương Hương ôm thử có đúng cái sai của em không? em hay ôm sao à? Đúng làm sai không? Làm gì Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy đâu. Chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả vậy? Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không? Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm. Còn không rung động thì không bấm. Ông đừng nói nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin cầu mợ cho con hôn với Hương cái. Hai. Em cho nó hôn cái. Dạ, con yêu nhau không cho nó cũng tới hết cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinemoc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hãy nắm tay nhau, hãy đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Trời nó không buông tay luôn, thấy không? Không có buông, không thèm dòm tới mình luôn.